Xin chào các bạn, là các khâu, chào mừng đến với đêm thứ 6 của Five Nights at Freddy's. Ok, tựa đề là chỉ có 5 thôi nhưng mà chúng ta có đêm thứ 6 nữa. Bắt đầu thì mình không nghĩ là mình sẽ chơi đêm thứ 6 đâu các bạn. Tuy nhiên sau khi hoàn thành xong đêm thứ 5, mình nghĩ là mình có thể hoàn thành được, mình có thể hài được đêm thứ 6. Mình khá là tự tin các bạn. Chúng ta bắt đầu thôi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành trong lần thử đầu tiên. Ở đêm thứ 6 này mình nghĩ cái thằng nguy hiểm nhất là thằng Freddy màu vàng á. Nó chỉ xuất hiện ở đêm này thôi. Và nó rất là random, chứ nó không như mấy anh kia dễ đoán. Có nhiều khả năng là chúng... Các bạn thấy nó chưa? Mình thấy rồi. Shit. Vừa nói nó xong nó đây. Holy shit. Oh my god, bọn này nó trâu quá. Ok, không sao, mấy anh đó thì không sao. Ok. Mình chỉ sợ mỗi con Golden Freddy tại vì mình không biết là nó hoạt động như thế nào. Mấy con kia thì mình hiểu hết rồi, nhưng mà thằng đó thì hên xui lắm. Và nhiều khả năng chúng ta sẽ chết bởi anh đó. Còn mấy anh kia thì mình nghĩ là sau khi chơi đêm thứ 5 là chúng ta có thể ngon lành rồi. Mình nghĩ là con Sương nó đang chuẩn bị đến đó. Wow, ở đây thứ 6 này con Foxy nó cũng rất là... Ok. Sao? Rồi, nó đi rồi. Mình nghĩ là... Rồi, em đầu tiên Bonnie. Em này dễ chơi thôi, không có gì hết. Oh man, Freddy đã đến rồi. Freddy cũng sao. Rồi, tụi bay cứ từng lần lượt đi vào. Ok, tao chỉ sợ thằng Golden Freddy thôi chứ tụi bay thì không có gì vấn đề. Rồi, mình nghe tiếng xương. Ok, hai Bonnie. Có định hấp ta không? Hấp ta thì vào ngay. Không thì xếp hàng, ok. Bên này nhiều thằng muốn hấp ta lắm. Ok. Ồ, Chica. Họ biết nghe mày sẽ đến mà. Chica là con gái các bạn, giờ mới biết đó. Chứ nó không phải con trai. Oh shit. No. Ok, good. Rồi. Woo! Chào Freddy, holy shit. Rồi, một lần Freddy 1, Freddy 2, Freddy 3, sao tụi bay thay nhau. Ok. Rồi, ra. Good. Đó, cho mình xả hơi rồi. Holy shit, bọn này liên tục luôn. Đây thứ 6 là mệt nghỉ, liên tục, không có thời gian mà nghỉ đâu. Oh shit. Oh man, mình không ngờ là con Bonnie nó vẫn không chơi mình. Ờ. A! Fuck! Woo! Oh shit, tụi bay cho tao nghỉ nè. 5 giây, cho tao 5 giây thôi, để tao xoay cái nhạc. Oh my goodness. Wow.
Oh shit. Okay. Woo! Okay. Oh shit. Ah! Oh my god. Má mới có 4 giờ thôi ha. Oh my god, may quá. Các bạn... Ah no! Woo! Holy shit, hay quá. No, no, no. Oh shit, chưa đến 5 giờ nữa hả? Sao lâu vậy? Oh no, chết rồi, chết rồi. Rồi, thằng kia đến rồi đúng không? Woo. Oh my goodness. Từ lúc 5 giờ 6 giờ lật bài mà không được nghỉ tí nào luôn á. Fuck it. Come on! Okay. Oh fuck! Okay, 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 okay. Woo! Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Chỉ cần nó là đừng phải cái con cái đi vào vèo được. Lần thứ đầu tiên. Yes. Yes. Whoo. Hi. Một cái video tôi nói ngắn, nhưng mà nghĩ là mình sẽ tập những phần này đây. Mình nghĩ là có thể mình sẽ chơi đến thứ bảy. Tuy nhiên mình phải luyện tập các bạn. Chứ đến thứ bảy khó hơn đến thứ sáu nhiều. Mà hết, mình thấy đêm nay mình thấy căng thẳng quá rồi. Video ngắn thôi. Mình nghĩ mình sẽ upload cái video này giống như kiểu bonus thôi, chung với video bình thường khác. Nếu như bạn thích video này các bạn nhấn like của mình, đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Mình không ngờ mình có thể hạ đêm thứ sáu trong một lần thử duy nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.